nhưng mới xếp đành bỏ ra đi khi con thú nó vừa lên hai tuổi. Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em? Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng bình chung chắc sẽ gối. Từng tháng từng ngày bình gian khổ có nhau, nhưng kể từ đây em đã ra đi không trở lại được rồi. Còn anh thì suốt đời mang chỉ tội nghiệp con khờ, nó còn trong tuổi ngây thơ. Rồi ai dài dỗ nâng niu, ai ai chăm sóc dỗ về khi thiếu tiếng ru con trong giấc ngủ đêm dài. Nó sẽ khóc đổi trái buồn vì nhớ mẹ, cha thì bị tù đài còn mẹ thì bỏ đi xa. Tướng đi ơi ông bài chi thắng đàn, để cố lòng nhau chia cắt một gia đình. Tôi đành buông tay cho định số an bài. Anh chị ơi, tôi không ngờ được tôi lại trở thành tướng cướp Bạch Hải Đường, rồi đi sâu vào vòng tôi lôi. Vì từ ngày tôi được phong dương ngự trị trên lâu đài tình ái, tôi là kẻ trắng tay thì làm sao giữ nỗi một lâu đài. Lẽ sống tình yêu đây tôi vào cạm bẫy cuộc đời. Vì từ ngày cưới Dung về làm vợ, tôi biết rằng mình sẽ đổ vỡ tình yêu. Anh chị ơi, 30 tuổi đời tôi chưa tìm một cuộc vui, mà nay tôi lại tìm đường vào vòng lao lý. Có thương thì thương cho trẻ thơ vô tội như chim vỡ tổ ở giờ đời cuối trời. Anh Minh qua giây phút tâm tình chúng mình vẫn là bạn thâm giao, tôi với anh trước sau vẫn như một, như thuở nào mình cùng chung trường chung lớp bên nhau. Từ cuộc đời lại ngang trái trớ trêu. Tôi là thanh tra, còn anh là tội phạm. Vậy xin phép anh cho tôi làm tròn một phần sau khi mình cùng nhau trút cả tâm tình tư dân. Anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Tôi là tướng cướp Bạch Hải Đường, xin rửa hai tay cho anh gồng lại. Chị Liên ơi, vậy bé Thu xin chơi lại nhờ chị nuôi giùm cho nó được thành nhân.